Do tình hình bệnh dịch đó, nó bùng phát ra như vậy thì hầu như dân ở đây đa số họ cũng không đi ra đường, và khách du lịch thì giờ họ cũng không tới đây nữa, thành nhiều cửa hàng bây giờ họ mở, họ đóng cửa hết. Đùng một cái người ta cũng không trở tay kịp. Nhiều người đến đây người ta nói là cuộc sống bắt đầu là điêu đứng rồi. Giảm toàn bộ nhân viên, tức là hiện nay thì chỉ còn lại người trong gia đình tự phục vụ. Mấy bữa nay cũng phục vụ các suất ăn cho người cách ly. Cái thành phố Hội An là một thành phố nó không có nhà máy xí nghiệp gì hết, chỉ dựa vào cái cuộc sống mà phục vụ khách du lịch. Cái du lịch đem đến cái nguồn sống cho họ là chính. Mùa dịch nó xảy ra cũng khá là nhanh. Đó, nó làm cho cách sống của mình cũng thích nghi và thay đổi. Cái việc kinh doanh của mình nó đứng lại, cách sống cũng phải gói ghém lại, rồi cách đi lại, rồi cách sinh hoạt với bạn bè anh em phần lớn là nó cũng khép lại. Ban đầu thì mọi người cũng hơi sốc, đang ồn ào, đang nhộn nhịp, nó đùng một cái là khoảng cả một tháng thôi là nó cuộc sống nó quay về 20 năm. 20 năm trước liền dần dần cái rồi con người mọi người cũng thích nghi, cũng thấy cái vẻ đẹp của Hội An nó lại kéo về, nó lại ùa về. Về cái mặt kinh tế nó thì nó thiệt hại rất lớn, nhưng mà về cái mặt tinh thần thì nó đem lại cho cảm xúc của những người mà ở Hội An thực sự khó không bao giờ tìm được cái điều đó. Không, chưa bị đó, đường phố rất là đông. Chờ bị này, đường phố rất là vắng. Nhớ lại hồi xưa, tôi là năm 90-91, là chưa, giờ đó tay chưa qua. Đường vẫn vắng như bình thường đây. Có khách cứ đi qua thì nhìn phố xa đông vui hơn á. Nhưng mà cái nhịp sống á, nó thay đổi quá nhanh đi. Đường phố vắng, cũng đầm tốt, vui hơn. Kinh tế, ok. Mọi người lồm lượt ra tiền. Những mọi người dán đường phố đi là ít lồng ra tiền, buồn chứ. Mấy cái ngày bắt đầu giảm ấy thì thấy nó buồn ấy, nhưng mà xong nói ra mình sống quen cái nhịp ấy thì thấy nói chung là người dân bắt đầu xích lại gần nhau hơn ấy. Thì bình thường thì người dân ở trong phố cổ dễ gì mà gặp nhau ấy, nhưng mà hôm nay ấy, thì tự nhiên buổi tối thì nhưng mấy nhà gần nhau lại nói chuyện với nhau hoặc là tâm sự. Tình làng nghề xóm Hội An tự nhiên nó gắn kết hơn một xí. Ừ. Chứ còn trước đây Hội An nó nhộn nhịp lắm, ít khi mà người gần nhà mà gặp nhau lắm.
mà tâm sự này nó có nhiều người ở trong phố chia sẻ lại, nó hoài niệm lại hồi trước ấy. Không thấy đóng cửa rồi nè, hồi xưa họ sống bình yên ở đây, không có đông đúc như mấy hồi nữa, thấy là phố cổ đây. Có lúc ví dụ mình đi đường đi xa mà đi không được á, chặt không có đường để đi, mình mong cho vừa thôi để mình đi nó khỏe, nhưng mà cũng mong cho họ qua đông để cho người ta làm ăn, cho mình thì mình thích mình yên bình một xíu. Đông lợn ồn lắm, cũng đi lên lề luôn mà không có chỗ đi. Mà ví dụ em là một người du khách ở, ví dụ anh ở Lâm Đồng đi, ví dụ như hay Sài Gòn về chơi thăm, nhìn cái cảnh như thế này rất là đẹp, em muốn chụp cái vua mà chụp không được, đông người cỡ đó mà mới cái người nó qua là chụp là dính vô người nó rồi. Hết đông quá là ồn ồn chi phấu hết. Ví dụ như anh cũng 9 giờ là anh đang đói bụng, anh mua của ngoài bắp hay là cái bánh chân ví dụ là rau là ngay liền hay cái giảm đó, mình biết cái hướng nào mình đi tới mình mua rau của nó có hai rau kẹo kéo đây, bánh chân đây. Em sinh 2001 và lần đầu tiên em chứng kiến một Hội An rất là vắng vẻ, nên thơ. Em thấy rất là yên bình và thoải mái, rất là cảm giác như là chưa từng có là ở đây. Tại vì mọi thứ đều trở nên rất là yên tĩnh, làm không gian là vắng vẻ và rất là đẹp. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Nhịp sống ở Hội An những cái thời gian này là rất là chậm rãi. Chính quyền địa phương ở đây cũng như khuyến khích mọi người là hạn chế ra đường. Tụi em thì giới trẻ là tụi em không thể ở trong nhà hồi được, nên tụi em tối là tụi em thường tụ tập ở đây, tụi em cảm nhận được cái không khí mà trước đây không có. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sinh ra và lớn lên ở đây nên từ bé mình đã quen với những con đường vắng vẻ, tiếng những cái người đi rao bán trên đường nó lóc cóc, nó rất là yên tĩnh. Và tới khi trưởng thành và tới khi mà đi xa và quay trở về thì mình không còn nhìn thấy cái hình ảnh đó nữa. Nhưng mà không nghĩ rằng cái mùa dịch này nó lại cho mình thấy lại cái hình ảnh đó, một cái phố rất là yên ắng trầm mặc. Và có những cái suy tư, Hội An thực sự nó giống như là nó được trở lại với Hội An của ngày xưa. Khi mình đi một mình như vậy thì mình có cảm giác là mình trẻ lại hoặc là mình nhỏ lại như cái thời bé. Bởi vì lúc đó mình quá thênh thang giữa cái con phố và mình không có cảm giác là xung quanh mình nó không có ai hết. Mình nghe được cả cái nhịp chân của mình nghe được cả cái nhịp thở của mình.
ngay cả những cái tiếng động rất là nhỏ mình lắng nghe được. Mà nếu trong một cái guồng phát triển của du lịch thì rõ ràng không bao giờ mình có được những cái cảm nhận đó. Tâm hồn người Hội An, bất cứ người Hội An cũng hầu như cũng biết nhạc và cũng biết đờn dù ít nhiều nhiều. Trước đây đánh đờn chỉ là để đỡ buồn, rất là dễ thương, đường phố không có xa, không có tiếng động. Chiều anh em ngồi quấn cái đờn guitar không rất là nghe rõ mùa một. Anh hành nghề đờn đi ga nó một thời gian thì anh mới lên bờ đi quấn ở khách sạn cho tay với là tiệc người Việt Nam. Khi dịch bệnh xảy ra thì mọi người được thất nghiệp, với lại thì cũng không dám tới quán nữa, cho nên tốt nhất là ở nhà anh chăm chút mấy cây đàn, và cũng nhờ đó mà anh hoàn thiện được nó. Từ tuổi thơ cái hình ảnh cây đàn này nó đã ở trong anh rồi, là anh kết hợp những cây đàn của thế giới như cây đàn guitar, cây đàn banjo của Mỹ và cây đàn nguyệt của Việt Nam, và kỹ thuật làm đàn shamisen của người Nhật đã bị thất truyền rồi. Anh nghĩ là mình là người Hậu An, anh yêu Hậu An của anh, cho nên và đây là anh nghĩ là sản phẩm văn hóa của người Hậu An, cho nên anh đặt cho nó là Hậu An Cầm. Hôm nay những cái đồng đầy nhiều, người ta thở gì? Tất nhiên nếu tập trung đông người thì tăng lúc này là không tốt. Nhưng mà chính cái điều này nó cũng giảm áp lực được đối với số học sinh nghỉ học tăng lúc này. Giảm áp lực được, nó không suốt ngày nó ngồi trước màn hình, suốt ngày nó chơi nghĩa là điện tử, mà nó ra những cánh đồng đó, nó thở nhiều, nó hòa nhập vào với thiên nhiên, nó hiểu biết tự nhiên hơn. Và nó cảm thấy là một cái không gian như vậy cũng là một cách để mà tránh xa những nơi đô hậu, nơi đô thị, những nơi mà săn sát nhà với nhau, săn sát người với nhau. Như vậy cái tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vô cùng lớn. Chúng ta ngó tưởng đâu nó lãng phí, những cánh đồng như vậy tưởng lãng phí nhưng không lãng phí chút nào. Nó sẽ là một không gian sống của con người, và nó cũng không gian để con người á giải quyết những cái lúc khủng hoảng như thế nào. Tôi nói ví dụ như vậy. Thì bây giờ Hậu An cũng phải tính cái điều đó. Hiện nay ở Hậu An theo cái chỉ thị của Thủ tướng thì tất cả các nhà hàng cũng đóng cửa, không có mở cửa, cho nên là công nhân viên tại các nhà hàng là hầu như là cho nghỉ. Hiện trừ dịch bệnh thì hầu như em dành thời gian cho nông trại hết. Cái mùa dịch bệnh này nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của rất là nhiều người, tức là cá nhân, doanh nghiệp cũng giống như những cái tổ chức nào cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cho thấy là khi dịch bệnh xuất hiện thì tất cả các cái hoạt động về sản xuất cũng như du lịch dừng, thì cái thiên nhiên của mình nó đang được cải thiện dần, tức là không khí cũng giống như về những cái không gian. Trong tương lai khi dịch bệnh hết thì mình nói chung cố gắng hướng đến có thể hài hòa giữa cái yếu tố kinh tế và cái yếu tố mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình, thì như thế nó sẽ tốt hơn. Thời gian nhiều hơn để khám phá một cái kho của gia đình. Trước đây là một cái hiệu ảnh lớn của Hội An. Qua nhiều đời thì có lưu lại được những khoảnh khắc của Hội An xưa.
những bức ảnh này cho mình thấy không gian và cái lối sống của người Hội An xưa, họ rất là chậm rãi và bình yên. Bức ảnh của đường Hoàng Diệu những năm 30, đường rất nhiều cây xanh. Hồi xưa là quý. Trong những ngày cách ly thì em có xách máy đi và ghi lại được một số hình ảnh cuộc sống thường ngày của người dân. Cái đợt dịch này và cái cách ly, em muốn trải nghiệm xem là cái cuộc sống bình thường trước khi có du lịch ở đây. Bán cho 10.000 bánh tráng. Mai có bán không? Mình muốn ghi lại những cái dấu mốc lịch sử ngày dịch bệnh COVID-19 này chẳng hạn. Có thể là những cái bức ảnh đó hoặc là thước phim đó bây giờ nó không có giá trị lắm, nhưng mà tới khi những cái năm sau hoặc là thế hệ sau ấy, họ xem lại thì họ có thể biết được cái lịch sử, cái khoảng thời gian đó xảy ra những chuyện gì và những sinh hoạt thời đó như thế nào, thì cái đến cái thời gian đó sẽ là có những dấu mốc lịch sử và mang lại cảm xúc cho các cái thế hệ sau ấy. Ít nhất cũng phải 10 năm đi theo vào trong cái việc kinh doanh. Chạy vào trong kinh doanh thì nó, trong quá trình kinh doanh nó bị cuốn theo cái đam mê, cuốn theo cái sở thích của mình. Rồi mình không thể dành thời gian cho nhiều thứ mình muốn được. Cái giá trị trong cái cuộc sống, giá trị về tinh thần rất là lớn, làm cho mình không nghĩ quá nhiều về cái việc kinh tế nữa, việc kiếm sống nữa. Mình bị mất cái đó nhiều quá, mất cái thời gian mà cho cái việc kiếm tiền nhiều quá, thì bây giờ là cái khảnh khoát cái thời gian này nó cố gắng để dành cho gia đình, bù đắp lại những cái lúc mà bề bộn rồi bận rộn với cái việc kinh doanh. Với cái cuộc sống và cái mà mong muốn cho Hậu An thì thật sự nếu cái này thì nó hơi gọi là mình suy nghĩ nó hơi gọi là điên rồ, nhưng mà cái điều đó là rất hay. Nếu mà được Hậu An nó nghỉ một năm mà nghỉ một tháng không đón khách du lịch đó, mình cái điều đó là mình thông báo trước cho cái cộng đồng doanh nghiệp. Vì nếu mà cộng đồng Hậu An mà làm được điều đó là Hậu An thành công. Một cái cỗ máy mà nó liên tục nó chạy thì tới lúc thì nó cũng phải bứt. Trong một tháng đó người ta đã làm được cái điều gì mới cho Hậu An? Thứ nhất là người ta làm lại bờ biển sạch hơn, rác nó dọn sạch hơn, rồi những cái đường cống, đường thoát nước trong phố cổ nó cũng lưu thông hơn, rồi cái hệ sinh thái nó bắt đầu nó thanh lọc, giống như cái bây giờ cái dòng khách du lịch người ta qua cái này á, người ta nghĩ về cái thanh lọc cơ thể và về cái sức khỏe là số 1. Vì 20 năm rồi bây giờ mới có một cái cơ hội thật sự. Cái này nó kéo dài, chứ còn nếu mà nó nằm một tháng thì rất là tuyệt vời. Cộng đồng hay nói là Hậu An quá tải, Hậu An đang bị ngộ ngọt. Anh nghỉ một tháng anh có thể kiếm được 5 năm. Rồi anh nghỉ thêm một năm như vậy đó, thì cái thời gian anh kiếm tiền nó thành 20 năm, 30 năm. Còn anh vận hành, anh chạy suốt thì nó sẽ rất nhanh xuống cấp, rồi nhanh bị quá tải.
cái mong muốn nhất của em là Hội An giữ được cái nguyên cái nếp sống của người dân trong phố cổ. Tại vì bây giờ thì còn ít người dân gốc của Hội An sống và sinh hoạt ở phố cổ. Vì đa số là họ cho thuê và kinh doanh ấy. Cái phần hồn của phố cổ là chính là con người. Còn cái phố cổ chỉ là cái phần vỏ bên ngoài thôi. Nó phải song hành với nhau thì nó mới được lâu dài được. Ví dụ như phố cổ người ta tham quan nhưng mà người ta không biết được cái nếp sống thì nó mất đi phần cái phần hồn của phố cổ. Nước của cái con sông Hoài này lâu lắm mới thấy lại cái cảnh trong như này và những đàn cá xuất hiện ở đây. Còn trước đây thì cái sông này ít xuất hiện cái những cái loài cá như này.